Về đâu vậy anh Dượng? Về đâu vậy? Về Hòa Bình, Bạc Liêu. Còn đó là ở đâu Bạc Liêu ta? Phước Long. Ngã năm đi qua đó. Ở Phước Long, cái Hòa Bình, cái Phước Long. Cái kia 70. Cái này mấy chục? Cái này mấy chục cây? Này cũng 6 mấy rồi. Kia 70. Bạc Liêu 60 qua đó 6 mấy. Bạc Liêu không à? Ô, cái bát nó bự đỡ cho ta. Vậy gì vậy? Wow, quá trời luôn. Thấy sao luôn. Giết nổi luôn. Mua thêm cây đó nữa hả? Mua cây nữa. Đèn này của Thái nha. Lâu đèn này nè. Không vàng, không đưa nước. Nè, của ta nè. 1.500.000. Cái này không đó. Nó không vàng, không vô nước, giống như xe này nè. Chạy hoài vậy luôn. Nè, chanh ly nè, thấy không? Nè, đen xe Honda cũng là chanh ly nè. Đó, nó là của Thái á. Nè, cùng tên nè, thấy không? Thấy không? Khoảng, bóng đèn là hiểu này là mắc nhất. Xưa nay ít thắt cái gì không vậy? Sát bên nè, Bạc Liêu 670 này 65 nè. Phước Long hả? Phước Long. Phước Long tự chở về luôn. Nó có xe ôm đó. Phước Long đi trước đi. Nó chờ đi tới sau ta đó. Chạy chờ quá à nghe. Cái này có sao anh Nhượng? Không sao. Sao ông ngủ không mà quên nữa.